lá nó khỏi đi. Tao cũng ăn giống như mày như vậy á. Cái chỗ chỗ gì đây anh? Cái này cầu sông Hương. Bây giờ rồi. Cái này sông Hương, perfume cầu sông Hương. Perfume River. Mình đi 7 giờ nó bây giờ gần ủa mày giờ mấy giờ ta? Anh nếu mà như vậy thì Perfume River in Huế, Việt Nam. Just in case you don't understand his English. Mà chỉ nói đi tới đó đó chị có biết tiếng mà. Perfume River. River. Còn cái này nó chỉ cái river này lát nó chở mình đi rồi. Anh đi vòng 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 đi lên lên. So what do you call perfume river? Yeah. Yeah. Đồng Hương. Sông Hương. Sông Hương. Đi tới chùa trước rồi xong